để đầu tư ra tiền và nhìn thấy cơ hội. Còn những người nghèo thì chỉ nhìn thấy những khó khăn. Nên những nhà lãnh đạo, những người đang gánh cho mình những trọng trách, hoặc các bạn cần phải lập kiếm chắc chắn các bạn cần sự nghiệp sắp này. Các bạn trẻ sau khi ra trường là nên sử dụng cho mình nghiệp sắp này để có thể từng bước tập cho mình những thói quen. Những cái là những thói quen thành công của những con người giàu có. Đọc, hiểu, áp dụng từ từ, các bạn sẽ có cho mình được những thói quen. Và những thói quen này sẽ là bước đệm đầu tiên giúp cho các bạn có thể chiến đấu trường kỳ sau này thông qua quá trình tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo phục tùng cuốn sáng. Ở đây nói đến là nếu như các bạn là một nhà lãnh đạo thì nếu các bạn một là phục tùng các bạn 100% phục tùng với lợi nhuận, còn hai là cuốn sáng bởi vì các bạn chịu trách nhiệm tối thượng cho hành động của mình. Mình đặc biệt thích những cái đầu sách về nhà lãnh đạo bởi vì bản thân mình cũng đang là nhà lãnh đạo, nhưng mà cái việc mà mình đã làm như thế nào để cho đội nhóm của mình là những con người luôn vui vẻ, năng lượng tích cực. Và nếu như trong giờ làm việc thì mình là những người phải cộng tác với nhau trong công việc, nhưng mà khi mà hết giờ làm việc thì mình là bạn bè với nhau, mình là những người thân trong gia đình. Cho nên mình đặc biệt thích những con người lãnh đạo. 12 nguyên tắc lãnh đạo thường suy. Các chính sách này có giá thì là 186.000 nói về hai người đàn giàu hải quan của lục quân Mỹ. Sau khi về hưu thì họ đã đúc kết ra được những quy tắc lãnh đạo mà họ thấy rất là giống với việc mà lãnh đạo hải quân chiến đấu ở trên biển, cho nên họ đã viết ra những quy tắc này. Thì mình thấy được nó có sự liên kết giữa cái việc là mình lãnh đạo rồi nhớ cả đạo cho công ty, nó cũng có liên quan với cái việc lãnh đạo hải quân. Các bạn có thể tìm đọc thêm để tìm ra đâu là cái sự giao thoa của con người chính thức của mình với sự quyển sách này, và đâu là những điều mà mình có thể học hỏi từ quyển sách để mình có thể sau này trở thành người lãnh đạo tài ba hơn. Tin du kích, marketing du kích truyền miss. Mình có rất nhiều cách đánh trong marketing với những các bạn nào đang tìm hiểu về cái việc thông tin quảng cáo, và các bạn nào học về ngành nghề marketing hay tìm hiểu hơn, hoặc là những nhà lãnh đạo đang trong doanh nghiệp, những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp lớn thì đều có thể tìm hiểu những cuốn sách marketing này. Bởi vì những cuốn sách marketing đó thì luôn luôn là hữu ích qua mọi thời đại, bởi vì nhiệm vụ quan trọng nhất trong một doanh nghiệp đó là bán hàng và marketing. Bán hàng và marketing cho nên không thể nào bỏ qua các cuốn sách về marketing được. Nên khi chúng ta có thể mua những cuốn sách mà chúng ta chưa hề có ý định đọc, nhưng mà cứ để kệ của mình đi, là một ngày nào đó các bạn gặp các tình huống khó khăn trong cuộc sống, các bạn thấy cái đầu sách này thì chắc chắn nó sẽ là một cái điểm tựa, một cái kiến thức mới cho các bạn, giúp các bạn vượt qua những khó khăn các bạn đang gặp phải. Bắt đầu bằng câu hỏi tại sao. Cứ để các bạn hỏi mình là tại sao mình lại làm video này, thì xin thưa rằng mình làm video này để giới thiệu cho các bạn gặp những đầu sách uy tín có ích cho các bạn trong các tình huống như chữa lành, những cuốn sách về tâm lý, những cuốn sách về lãnh đạo, những cuốn sách về marketing, những cuốn sách về tiểu thuyết để giúp cho các bạn nào trao chỉ trên cộng đồng. Thì các bạn có vấn đề về tâm lý, các bạn có thể tìm đọc những cuốn sách mà mình đang giới thiệu. Hoặc như các bạn đồng nhà lãnh đạo có thể đọc những cuốn sách về cá nhân, về marketing, về KOL mà mình vừa chia sẻ. Đó là lý do mà mình làm vài video này. Và kênh của mình cũng sẽ nói về những cái đầu sách có giá trị để các bạn không bị lỡ mất thời gian mà chúng ta bị tiêu cực quá nhiều, cũng như là bị chọn đúng đầu sách giải quyết ngay vấn đề của mình, chứ không phải tìm mua những đầu sách bây giờ rất là mới, rất là thời thượng, được marketing PR rất là kỹ lưỡng, nhưng mà mua về đặt bản quyền tại vì em mà không đọc lại cho các bạn một ý nào cả. Thì đó là do mình quyết tâm đặt kênh YouTube này để có thể truyền tải đến các bạn học những đầu sách uy tín nhất và những đầu sách giúp các bạn biết nổi thực sự ngôn từ phong phú, thấu cảm từ chúng ta. Còn bây giờ theo kênh của mình, theo mình sẽ tiêm một cái like và mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.